Nào mà nó em để lục giật đi giật mình đi chuẩn bị ba má khơi ra thùng bán cào. Thùng bán cào đi gần 300 đô. À cũng gần 6 triệu. 6 triệu thùng bán cào. Chuẩn bị 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Đó, 300 đô là 7 triệu rưỡi rồi. Một thùng bán cào là 270. 270 thì chắc cũng được 6 triệu rưỡi. À. Đây là mắng cào mắng cào lai. À, ăn rất là ngon. Cái mắng cào này nó hay lắm đó, mình ủ quá, vừa chín thôi, ăn rất là ngon. Ba số đó, mình mua ở ngoài chợ hay là mình mua ở ngoài nói chợ đó thì nó không biết cách để mà cho chín á, thành ra ăn cái trái một là nó bở, hai là nó sượng, ăn không ngon. Còn cái này á, là mình mua hái từ ở vườn xuống luôn. Ở ngoài vườn người ta hái xuống rồi người ta gửi cho mình. Bỏ ra đó. Bỏ chi? Bỏ cầu lai. Giờ nó cầu cho bớt rồi. Hello. Bỏ cầu lai. Đẹp chứ không? Nè. Cho con coi nè. Đẹp. Mấy cá bự đi sợ chứ. Có thầy mình ăn thua nó mua cho nó đi thầy. Ông thầy mình ăn thua không? Thêm 5 phô lắm á. Tổng cộng là 25 phô. À. 25 phô. À 25 phô là 300 đô. Ừ, má chết nhiều mà đón mua. Để ngủ đi, cái thờ thùng cái thờ con âm thôi, thờ con âm. Tới từ từ thờ con âm đẹp lắm bà. Bé tòm, thờ bớt cái tòm này cũng đẹp. To sực chưa? Để nói không anh rồi, bớt cái tòm không? Giờ rồi đang bón con cái nhỏ kia nữa không? Đấy, cái bé. Giờ rồi cũng ăn giờ rồi cũng nhỏ kia nữa. Cái gì cũng hoặc là cái là bán con chờ bán cái to à. Tại cái trước con nói ổng lấy loại nhỏ ngon thôi mà ổng lấy nhỏ quá. Chiếc này là quá bự luôn. Con trồng ra mà 2 quê đấy con này. Dũa vô đây. Dũa đất. Cách ở đây xoa không con? Mà... Bên cali á. Ở cà ly hả? Được nhờ, cà ly. Rồi nhỏ hết rồi, ăn hết rồi hả? Nhỏ hết rồi. Thôi tôi mua ăn một, ăn quả, quả, tôi thấy dở. Đây là một thùng mắng cao. Gần 7 triệu, gần 7 triệu. À. 160 đô. À, 3... 160 đô. 270 đô. 270 đô à. Còn 300 đô thế máy nữa. À. À là 7 triệu. Như xin cho cái mắng cầu nó bự trong banh vậy nè. Nó còn cứng quá. Mắng cầu này này ba mấy người nó hủa tôi nó. Nó nói mắng cầu cái thanh mắng cầu mắng cầu cái thanh. Nó phùng lắm. À. Nó kêu mô con tôi mua về ăn đó. À. Đó mắng cầu ở nhà đó mà ăn ăn ăn. Ăn ở nhà thì mà mắng cầu vẫn còn trên cây á. Mà vẫn đi mua mắng cào nữa, chỉ có một mình không hai là có mình con thôi. Còn mình đi bốc trong quả này cũng còn cái này mà lạnh quá nè. Ngán ngán giờ ngán nè. Lạnh quá rồi. Đây là mắng cào đi mua chứ không phải trồng. À, ở nhà thì mắng cào vẫn còn, tên cay mà vẫn thích đi mua. Tại vì ghiền ăn mắng cào. À. Chỉ có mình con thôi. Ở nhà có mắng cào rồi vẫn đi mua. Thấy không? Mỗi lần mắng cào nhiều đi bốn ông Thanh, cái kia không đủ câu tôi à. Con là vua mắng cầu mà tự mình khen mình luôn. Đó mắng cầu đó, mắng cầu mẻ lai ngon quá trời luôn, ai nói không ngon đâu. Mẻ lai đấy là tôi nói to dễ sợ chưa.
chuẩn bị bỏ trái măng cầu lên thầu con Âm. Đây bự không, tôi bỏ bự không này. Đây này. Nhỏ không tôi, không không để nhân công. Hai trái thôi được không, nhiều quá không? Ba trái có được không, không bốn trái không được với ba không. Dạ, măng cầu mẩy vô, mẩy vô. Nó tôi là bất chinh cái số người thụ ở Thanh rồi. Cái số cái gì mà số nhỏ đó. Cái số chợ Thanh đi mà con nói tôi mà thích rồi. À đây này, đeo cúng chùa. Thêm lên cái này. Cái này nếu mà mai quá đây cái gặp bà Yến luôn cái là đúng không? À. Cái này bị chặt. Tại gì vậy sợ? Anh thấy nên... Lần chị mẹ mới cầu mình, cũng cầu mình ngon. Đấy. Em nói tới mới cầu mình là mình ngon vậy sợ. Để lục ngực, đi giục lên đi rồi. Măng cầu ngon sao chưa? Cắt tiếp cái đi. Này, nước à? Cắt tiếp. Kéo cắt, cái dao cắt, cái này, cái bạc bạc. Đó. Quay tải là ngon nè. Di động. Để thấp xuống. Mình... Đưa ba miếng à? Hết ngọt vậy. À, tăng nó không biết liền. Cái này ngon thì em gái em nữa đi. Ngon đúng không? Cái này tôi thấy em hơn nữa, cái này ngon đó. Đồ ngon quá ha. Ngon. À, đồ nước ngon quá. Ngon quá. Ngon thấm bên rau nữa. Ngọt quá. Ngọt quá. Nếu đúng thế nè. Ngon quá. Cái muối thịt nó y như mấy cầu gai luôn. Thêm sao mấy hả? Ừ. Y như mấy cầu gai vậy á. Mình đã.